Anh chị mày, thị trường này ngay bây giờ gớt quá đi anh chị mày ơi. Không biết có nên cắt lỗ ngay bây giờ hay không anh chị mày. Thì như thế này, câu hỏi anh đặt ra cho mọi người đó là lý do tại sao mà ngay bây giờ mọi người muốn cắt lỗ. Tại sao mình muốn cắt lỗ? Nếu mà ngay bây giờ là vì lý do mình quá sợ hãi, vì lý do mình không còn niềm tin vào trong cái đồng coin đó mà mình đầu tư nữa đó, mà mình không thấy được cái tầm nhìn nữa, hoặc là thậm chí mình không còn tin tưởng cái người founder đó như thế nào, hay là không còn tin tưởng công ty đó nữa đó, các bạn có thể cắt lỗ. Tại vì nếu mà không còn niềm tin mà mình không còn tin tưởng công ty đó nữa thì không có lý do gì mình giữ lại công ty đó để làm gì, hay là giữ lại đồng coin để làm gì. Thì yes, quý anh chị có thể cắt lỗ. Tuy nhiên, nếu mà quý anh chị và các bạn hiện tại ngay bây giờ đang đầu tư mà mình vẫn còn cái niềm tin vào cái đồng coin đó, hoặc là mình chưa có đủ cái kiến thức, thì chị mình nghĩ là mình nên bỏ cái thời gian tìm hiểu một chút về cái kiến thức đó, hoặc là vào những cái channel để tìm hiểu thêm về cái đồng coin đó để làm gì, để gia tăng kỹ năng, gia tăng kiến thức. Mà khi mà mình có được cái điều đó rồi đó, mình phải đặt câu hỏi là hiện tại mình còn có cái niềm tin vào đồng coin đó hay không, mình còn có cái tầm nhìn vào đồng coin đó hay không, và hiện tại ngay bây giờ quý anh chị có cần cái số tiền đó hay không. Tại vì nếu mà mình đầu tư đó mà mình ngay bây giờ mình sợ bị mất tiền, tại vì mình phải cần cái tiền đó để trả tiền nhà, trả tiền bill, mình cần cái số tiền đó để làm những cái công việc mà mình cần có làm tại hiện tại ngay bây giờ đó, là quý anh chị đã thất bại lúc ban đầu khi quý anh chị đầu tư rồi. Tại vì khi mà mình đầu tư đó là mình không thể nào mà mình rút cái số tiền đó ra vào ngay cái thời điểm ngay bây giờ được, và đặc biệt là khi cái market mà nó crash. Tại vì đầu tư là hướng tới cho tương lai, và khi mà mình đầu tư là mình không cần cái số tiền đó. Và ông Warren Buffett ông nói một cái câu đó là bạn đã là một cái nhà đầu tư thất bại lúc ban đầu nếu bạn đã đầu tư và cần cái số tiền đó trong vòng 1 năm hay là thậm chí 2 năm. Mình chỉ lấy tiền đó ra, mình chỉ là cash out, mình chỉ chốt lời là khi nào cái vision của các bạn, cái mục tiêu của các bạn đầu tư vào cái đồng coin đó trở thành hiện thực thì các bạn mới chốt lời. Mình chỉ cắt lỗ là khi nào mà mình không còn niềm tin vào cái đồng coin đó nữa thôi. Cho nên trả lời cái câu hỏi của các bạn, anh Jimmy, mình có nên hiện tại ngay bây giờ cắt lỗ hay không? Cái quan trọng là quý anh chị hiện tại ngay bây giờ thực sự có còn tin tưởng vào cái đồng coin đó hay không? Hay là quý anh chị chỉ là vì thiếu kiến thức, chỉ là vì nghe những cái người xung quanh bán tháo chạy, và người đó muốn nói quý anh chị bán tháo chạy luôn, thì quý anh chị phải đặt câu hỏi lại là cái người đó quý anh chị có nên tin tưởng vào hay không? Cái người đó có đủ kiến thức hay không? Và cái người đó nói chuyện có make sense hay không? Và cái người đó thật sự hiện tại ngay bây giờ có tầm nhìn hay không? Và cái câu hỏi đặt kế tiếp là quý anh chị thật sự đã bỏ thời gian ra tìm hiểu về đồng coin đó chưa? Và thực sự ra quý anh chị có bao giờ đặt câu hỏi là nếu cái đồng coin mà mình đầu tư vào đó mà nó đi xuống thê thảm như là ngày hôm nay, hay là thậm chí có thể thê thảm hơn khoảng chừng 20-30% nữa, thì quý anh chị có đủ cái niềm tin để giữ cái đồng coin đó hay không? Nếu câu trả lời là không thì có thể là quý anh chị maybe consider cắt lỗ. Tại vì sao? Không sớm không muộn gì quý anh chị cũng sẽ cắt lỗ mà thôi. Tại vì mình không có đủ cái kiến thức và niềm tin cho đồng coin đó. Nhưng nếu quý anh chị hiện tại ngay bây giờ đó, mình biết được là mình thiếu kỹ năng, mình biết được là mình cần một cái người để chia sẻ thêm thông tin về cái đồng coin đó, thì quý anh chị có thể dành cái thời gian để tìm hiểu thêm, và sau đó quý anh chị đưa ra cái quyết định là hiện tại ngay bây giờ cái quan trọng nhất là mình cần cái số tiền đó hay không. Mình cắt lỗ là vì mình hiện tại ngay bây giờ mình sợ bị mất tiền, hay là mình cắt lỗ là vì hiện tại ngay bây giờ mình cần cái số tiền đó? Nếu quý anh chị không cần cái số tiền đó thì quý anh chị không nên cắt lỗ. Ok, quý anh chị có thể comment below cho Jimmy biết về cái quan điểm của quý anh chị như thế nào. Nhưng mà đối với Jimmy đó, Jimmy sẽ không bao giờ cắt lỗ một cái đồng coin nào nếu Jimmy vẫn còn niềm tin, nếu Jimmy vẫn còn có tầm nhìn về đồng coin đó. Jimmy chỉ cắt lỗ với một lý do duy nhất, đó là Jimmy không còn niềm tin vào cái người founder, và không còn niềm tin vào cái công ty đó nữa, và không thấy được tầm nhìn của công ty đó nữa, thì Jimmy cắt lỗ. Chỉ có lý do đó thôi, ok. Và Jimmy sẽ không bao giờ cắt lỗ bất cứ một cái đồng coin nào nếu mà thực sự Jimmy quá cần tiền về cái vấn đề đó. Tại vì sao? Khi mà mình đầu tư mà mình cần tiền trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm, thà mình không đầu tư.
Nếu mà mình đầu tư mà mình cần tiền đó, mà quá gấp tới như vậy đó, mình đã thất bại lúc ban đầu rồi. Ok quý anh chị, good luck. Và like and subscribe video này giúp cho chị mình nếu quý anh chị enjoy. Và hãy nhớ subscribe. Và hãy nhớ đầu tư thông minh.